Chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBiz 24 giờ. Hôm nay các sao Hàn có thông tin gì đang hot? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Để trở thành idol, tồn tại lâu dài, ngoại hình là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp thần tượng giữ vững vị thế trên đấu trường K-pop. Khuôn mặt nhỏ, mũi cao thon gọn, mắt to tròn và đôi môi dày dặn được xem là tiêu chuẩn cái đẹp được ưa chuộng của người dân xứ Hàn. Dưới đây là những thần tượng sở hữu đôi môi căng mọng, quyến rũ bậc nhất K-pop được netizen hết lời khen ngợi. Nhìn vào danh sách này, có thể thấy rằng Hàn Quốc chuộng môi dày, mọng và có hình trái tim. Jin của BTS. Jin được biết đến là một trong những nam thần sở hữu nhan sắc đỉnh nhất thế hệ K-pop thứ 3. Ngoài bờ vai rộng nổi tiếng, Jin còn khiến fan mê mệt bởi bờ môi trái tim đầy đặn quyến rũ. Không chỉ căng mọng, đôi môi của thành viên BTS còn có màu hồng tự nhiên, khiến không ít cô gái phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng ngay cả Kylie Jenner cũng phải ghen tị với đôi môi quyến rũ của Jin. Jisoo của Blackpink. Từ khi mới ra mắt, nhan sắc lộng lẫy của chị cả nhà Blackpink đã khiến mọi người mê mệt. Mọi đường nét trên khuôn mặt của Jisoo đều vô cùng hoàn hảo. Tuy nhiên, điểm thu hút trên gương mặt của cô nàng chính là bờ môi nhỏ nhắn hình trái tim căng mọng. Joy của Red Velvet. Joy của Red Velvet cũng là một trong những idol có đôi môi quyến rũ bậc nhất K-pop. Thời mới ra mắt, cô nàng thường xuyên bị ném đá vì ngoại hình mũm mĩm. Sau khi giảm cân thành công, Joy cũng dần chuyển sang phong cách quyến rũ. Nhờ đôi môi đầy đặn mà cô nàng càng trở nên gợi cảm hơn gấp bội. Hyungwon của Monster X. Chiều cao nổi bật, khuôn mặt góc cạnh và bờ môi căng mọng của Hyungwon đã hấp hồn vô số thiếu nữ. Trên các diễn đàn K-pop, đôi môi đầy đặn của thành viên Monster X thường xuyên thành chủ đề bàn tán của netizen. Jun của Seventeen. Jun sở hữu vẻ đẹp phi giới tính, ngay cả netizen xứ Hàn nổi tiếng khó tính cũng phải khen ngợi nhan sắc của anh chàng. Từng đường nét trên khuôn mặt của thành viên Seventeen đều đẹp như tượng tạc, đặc biệt là bờ môi cong quyến rũ. Chaeyeon của DIA. Sau chương trình Produce 101 mùa 1, Chaeyeon của DIA là một trong những nữ thần tượng được chú ý nhất. Mặc dù đã trải qua giao kéo, nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn được rất nhiều người tán thưởng. Mỗi khi Chaeyeon xuất hiện, đôi môi đầy đặn, mềm mượt của cô nàng thành chủ đề thu hút chết người, khiến ai cũng mê mệt. Ha Sung-woon. Ha Sung-woon sở hữu một đôi môi được xếp vào hạng tuyệt tác của K-pop. Không chỉ đầy đặn, bờ môi của Ha Sung-woon còn vô cùng tròn trịa, vừa vặn với khuôn mặt và hồng mịn, không thua kém bất kỳ cô gái nào cả. Được biết, môi dưới của Ha Sung-woon dày đến tận 2cm. Các bạn vừa quan tâm theo dõi video của KBiz 24 giờ, đừng quên nhấn subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào của các sao Hàn đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé.